Chào mừng các em đến với kênh thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi vào bài tập tiếng Việt lớp 4 trang 4 đến trang 7. Bài đọc 2 buổi học cuối cùng. Bài tập số 1. Vì sao lớp học bỗng trở nên trang nghiêm hơn trước? Khoanh tròn chữ cái trước câu thơ phù hợp. A. Buổi học cuối cùng, mai cô giáo về hưu. B. Cả lớp em bỗng trang nghiêm hơn trước. C. Bàn con trai không nghịch đùa gõ thước. Về bàn con gái lặng yên, bím tóc cũng nơ hồng. Như vậy, vì sao lớp học trở nên trang nghiêm hơn trước? Bởi vì đây là buổi học cuối cùng, mai cô giáo về hưu. Như vậy câu 1 chọn A. Câu 2, điều gì ở cô giáo khiến các bạn học sinh xúc động đánh dấu tích vào những ô thích hợp? A. Mái tóc hoa râm. Như vậy, điều này có khiến các bạn học sinh xúc động không? Đúng, như vậy thì chúng ta sẽ đánh vào ô đúng. Thì đây cũng là điều ở cô giáo khiến các bạn học sinh xúc động. Tiếp theo B. Bàn tay xương gầy bám đầy phấn trắng. Thì điều này cũng khiến cho các bạn xúc động về cô giáo. Như vậy chúng ta đánh dấu tích vào ô đúng. C. Giọng nói êm êm nụ cười như giọt nắng. Đúng. D. Giọng nói hơi buồn khi thấy học sinh lười nghịch. Như vậy điều này không khiến các bạn học sinh xúc động. Như vậy điều này ở cô giáo, điều này không đúng. Như vậy chúng ta sẽ chọn ô sai. Câu 3, em hiểu dòng cuối khổ thơ 2 là một lời tự hỏi hay tự trách? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. A. Dòng thơ đó là lời học sinh trong lớp tự hỏi mình. B. Dòng thơ đó là lời học sinh trong lớp tự trách mình. C. Dòng thơ đó vừa là lời tự hỏi vừa là lời tự trách. D. Dòng thơ đó không phải là lời tự hỏi hay tự trách. Như vậy em hiểu dòng cuối khổ thơ 2 là lời học sinh trong lớp tự trách mình. Như vậy câu 3 chọn B. Bài tập 4, hai dòng cuối bài muốn nói với em điều gì? Hai dòng thơ cuối bài muốn nói với em điều gì? Khoanh tròn chữ cái trước em thích, trước ý em thích. A. Chúng ta cần thể hiện tình yêu thương thầy cô bằng sự chăm ngoan, để mỗi khi nghĩ về thầy cô, chúng ta không phải ân hận nuối tiếc. B. Chúng ta cần học hành chăm chỉ và ngoan ngoãn để xứng đáng với tình yêu thương của thầy cô. C. Chúng ta cần học hành chăm chỉ và ngoan ngoãn để thầy cô không buồn. D. Ý kiến khác. Như vậy các em đọc kỹ hai dòng thơ cuối của bài. Hai dòng thơ cuối bài. Thì hai dòng thơ này muốn nói với chúng ta điều gì? Muốn nói với em điều gì? Nói với chúng ta cần thể hiện tình yêu thương thầy cô bằng sự chăm ngoan, để mỗi khi nghĩ về thầy cô, chúng ta không phải ân hận và nuối tiếc. Như vậy, bài tập 4 các em chọn A. Tiếp theo, luyện từ và câu, tra từ điển. 1. Quyển từ điển tiếng Việt được dùng để làm gì? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. A. Dùng để tra nghĩa của các từ tiếng Việt. B. Dùng để tra nghĩa của các từ tiếng Việt và một số ngôn ngữ khác. C. Dùng để hiểu kiến thức của các môn học. D. Dùng để làm quà tặng sinh nhật. Như vậy quyển từ điển tiếng Việt dùng để làm, dùng để tra nghĩa của các từ, tra nghĩa của các từ tiếng Việt. Như vậy câu 1 chọn A.
Câu 2. Đọc quy ước trong sách giáo khoa tiếng Việt 4 tập 2 trang 8 và cho biết các từ trong quyển từ điển được sắp xếp theo thứ tự nào, đánh dấu tích vào những ô thích hợp. A. Các mục từ được sắp xếp theo thứ tự chữ cái mở đầu từ. Như vậy ý này đúng hay là sai? Ý này đúng, như vậy chúng ta đánh dấu tích vào ô đúng. B. Các mục từ được sắp xếp ngẫu nhiên không theo quy định nào. Như vậy ý B này sai. C. Các từ cùng vần trong một mục từ được xếp theo thứ tự dấu thanh, không dấu, không huyền, dấu, không dấu, dấu huyền, dấu hỏi, dấu ngã, dấu sắc, dấu nặng. Như vậy, trong từ điển thì các từ cùng vần trong một từ được xếp theo thứ tự dấu thanh, không dấu, dấu huyền, dấu hỏi, dấu ngã, dấu sắc, dấu nặng. Như vậy, ý này đúng, các em đánh dấu tiếp vào ô đúng. Câu D. Các từ cùng vần trong một mục từ được xếp theo thứ tự dấu thanh, không dấu, dấu hỏi, dấu sắc, dấu huyền, dấu ngã, dấu nặng. Như vậy ý này sai. Câu 3. Tìm các từ sau trong từ điển ai, bù đắp, bám, nơ, nghịch, ngoan, nhận biết. Thì các em có từ điển tiếng Việt thì các em sẽ mở ra và chúng ta tìm các từ này. Câu 4. Viết vào chỗ trống nghĩa của một trong những từ em vừa tìm được ở bài tập 3. Ví dụ em tìm được từ ai, nó có nghĩa như thế nào? Từ bù đắp, từ bám, từ nơ, từ nghịch, từ ngoan, từ nhận biết. Thì ở trong từ điển của chúng ta sẽ có nghĩa của các từ này. Từ ai là từ dùng để nói về người nào đó, không rõ thường dùng để hỏi. Bù đắp là bù vào để làm giảm bớt đi phần nào những mất mát, thiếu thốn, thường là về mặt tinh thần, tình cảm. Bám là tự giữ chặt vào hoặc là dính chặt vào cho không rời ra khỏi. Nơ là vật trang điểm thường tết bằng vải lụa để cài vào tóc, vào áo, vân vân. Nghịch, trẻ con, chơi đùa, những trò không nên hoặc là không được phép vì có thể gây hại, cái gây tổn thất, tổn thương. Ngoan, dễ bảo, biết nghe lời, thường nói về trẻ em. Nhận biết là nhận ra, mà biết, mà hiểu được. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi vào bài tập tiếng Việt lớp 4. Thì sau khi xem xong các em thấy thích hãy chia sẻ mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt, cô chào tạm biệt các em.